Vụ Hồng Đăng Hồ Hoài Anh được hồi hương, lý giải nguyên nhân vẫn chưa thể thoát tội. Thông tin Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã được phía cơ quan chức năng Tây Ban Nha trả lại hộ chiếu và bí mật về Việt Nam vào ngày 7 tháng 8, đang là chủ đề được cư dân mạng quan tâm bậc nhất. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa biết rõ họ còn bị khiếu kiện hay không bởi phải chờ đơn vị quản lý làm việc với hai nghệ sĩ. Liên quan đến vụ việc, mới đây Bộ Ngoại giao cho biết trong thông cáo rằng cả hai được trả hộ chiếu và rời nước này do đã có luật sư đại diện trong quá trình điều tra. Theo đó, Tây Ban Nha trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật do đã có luật sư người địa phương đại diện cho họ liên lạc với tòa. Quá trình điều tra sự việc vẫn tiếp diễn, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, xử lý sự việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền, Bộ Ngoại giao cho hay. Hai nghệ sĩ đã về nước, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 8 tháng 8, chia sẻ với VN Express khi được hỏi về thông tin nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về Việt Nam. Nguồn tin riêng của VN Express tại sân bay cho biết hai nghệ sĩ đã về Việt Nam vào khoảng 18 giờ ngày 7 tháng 8. Chiều 8 tháng 8, Bộ Ngoại giao cũng đã có thông tin trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Trí về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với hai công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3 tháng 8, tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện tại, công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục, Bộ Ngoại giao nêu rõ. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền. Sáng cùng ngày, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Dân Trí biết, trước đó khoảng 20 giờ tối ngày 7 tháng 8, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã gọi điện cho ông Đông thông báo đã về nước. Về hướng xử lý về vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ trên, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho hay, theo trình tự khi về đến Việt Nam, hai nghệ sĩ sẽ có báo cáo làm việc trực tiếp với đơn vị quản lý trực tiếp của mình. Cụ thể, Hồ Hoài Anh thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam quản lý, Hồng Đăng thuộc quản lý của Nhà hát kịch Hà Nội. Sau khi hai đơn vị trên làm việc với hai nghệ sĩ, sẽ đưa ra hình thức xử lý và báo cáo kết quả lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Majorca là đảo lớn nhất trong quần đảo Bali, nằm trong vùng khí hậu Địa Trung Hải quanh năm ấm áp, thời tiết khô ráo. Đây là một điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan nhất ở Tây Ban Nha. Diễn viên Hồng Đăng đã khen nức nở hòn đảo này trong buổi phát livestream sân gốp siêu đẹp, có cả thỏ, cả chim và những hàng cây ô liu. Majorca, 8 giờ tối mà vẫn nắng vỡ mặt ra, cơ mà nó đẹp mà mát điên lên ý, mình thấy đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong status trên trang cá nhân cũng vui vẻ chia sẻ, bắt được Eagle đầu tiên trong đời, sướng nhất là ở sân nước ngoài, đảo Majorca. Eagle nghĩa là thuật ngữ trong môn golf, có nghĩa là golfer, hoàn thành một lỗ golf ít hơn một gậy so với điểm par tiêu chuẩn.